Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban ơn trên chúng ta trong những ngày qua. Để chúng ta kinh nghiệm được, nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm được sự phục hồi đời sống của chúng ta. Từ yếu đuối, nguội lạnh, tấm lòng của chúng ta đã đi vào trong chỗ hâm hẩm. Và lời của Chúa đã báo trước rằng những người như vậy Chúa sẽ nhả ra. Bởi vì đó là cái lối sống mà Chúa không chấp nhận. Và Chúa nghe nói rằng ước gì chúng ta nóng hoặc là lạnh. Nhưng mà vì hâm hẩm cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta tự gạt chính mình. Nóng thì tốt và chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Lạnh thì chúng ta biết mình quay về. Thì cái hâm hẩm là cái mà chúng ta nói rằng nó cũng tạm tạm. Và đó là cái chỗ mà chúng ta gạt lấy mình và gặp trở ngại. Và cảm ơn Chúa trong 54 ngày qua Chúa đã làm những việc lạ lùng của Ngài tại đây. Khi chúng ta đáp ứng lại với lời mà Chúa Ngài đã ban cho một đầy tớ của Chúa, đó là Chúa sẽ đến thành phố Houston này để mang sự phục hưng đến. Và Chúa Ngài đến qua người Việt Nam của chúng ta. Đây là một cái đặc ân mà chúng ta thấy rằng lớn lao vô cùng. Nhiều người trong chúng ta thấy nó lớn đến độ tôi nghe liền có những người nói rằng làm sao có thể xảy ra được. Đó là chuyện không thể nào, đừng tưởng tượng. Và cũng thấy độ dứt khoát là mình không muốn làm gì và cũng không muốn dự phần vào. Nhưng tại ơn Chúa có một số đông con gái của Chúa đã đáp ứng lại. Và mỗi tối 7:30 chúng ta nhóm lại từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ sáu. Và Chúa cho khi chúng ta đáp ứng lại thì Chúa Ngài cũng đáp ứng lại với chúng ta. Chúng ta đến gần Chúa, chúng đến gần chúng ta. Và nhiều cuộc đời đã được Chúa Ngài tái đổ đầy, được thăm viếng. Và những cái yếu đuối, nguội lạnh cũng như sự vô tín, nghi ngờ của chúng ta đã được đẩy lùi. Cảm ơn Chúa, sự tươi mới đang diễn ra trên nhiều cuộc đời. Nhiều hôn nhân được hàn gắn. Nhiều gia đình đã khóc hết nước mắt vì những đứa con của mình bỏ Chúa, không đi nhóm lại. Bây giờ khóc ở trong sự vui mừng vì con trở lại. Chẳng những trở lại, chúng còn mạnh mẽ đáp ứng lại và được Chúa Ngài ban phước. Cảm ơn Chúa vì đó là một trong những hình ảnh của sự phục hưng mà chúng ta thấy rằng lời của Chúa đã bày tỏ ra cho chúng ta. Anh chị em, nếu chúng ta không thấy vừa lòng về tình trạng hiện tại của đời sống cá nhân chúng ta, đời sống thuộc linh của chúng ta, của gia đình của chúng ta, của hôn nhân chúng ta, của con cái của chúng ta, thì hãy đáp lại với lời mời của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta cứ làm đi làm lại cùng một việc, chúng ta sống như cái lối sống cũ của chúng ta, thì chúng ta không thể nào đòi hỏi một cái kết quả khác biệt được. Chắc chắn nó sẽ giống như vậy hoặc là tệ hơn. Vì định nghĩa của một người mất trí, một cái người không có một cái trí não tốt đẹp, đó là làm đi làm lại cùng một công việc mà đòi hỏi kết quả khác nhau. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ không rơi vào trong tình trạng đó. Nhưng chúng ta đáp ứng lại, thì biết đâu chừng đây là cơ hội để gia đình của chúng ta được cứu, hôn nhân của chúng ta được hàn gắn. Cái sự suy nghĩ về vấn đề phải chia tay trong những ngày sắp đến, hay là con cái nó sẽ đi đến chỗ mỗi ngày một tệ hơn, là điều mà chúng ta chấp nhận. Bởi vì ngày hôm nay thì số người ly dị rất nhiều. Và con cái hư hỏng, tuổi trẻ hư hỏng là chuyện tự nhiên. Em chị em, đó có thể là tự nhiên đối với những người không có Chúa. Nhưng mà nó không tự nhiên bao giờ cho những người con Chúa, và nhất là những người thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. Em xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ thay đổi. Hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ trong một hình ảnh khác về sự hiện diện của Chúa mà tuần rồi chúng ta đã đáp ứng lại. Một sự hiện diện được thể hiện ra trong lửa của sự hiện diện của Chúa. Và khi lửa xuất hiện thì việc gì xảy ra để đáp ứng lại nhu cầu của chúng ta trong ngày hôm nay? Phần Kinh Thánh mà tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ trong ngày hôm nay, phần Kinh Thánh có thể quen thuộc với nhiều anh chị em. Nhưng xin Chúa Ngài cho hôm nay chúng ta ở trong sự sức giàu của Chúa, được Chúa Ngài cho chúng ta nghe thật rõ, thật kỹ, để chúng ta sẽ đáp ứng lại. Bởi vì có một cái sự gia tăng của sự hiện diện của Chúa và sự sức giàu của Ngài, thì lời của Chúa được ban phát ra đến tai chúng ta rất rõ. Cho nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta nghe với tấm lòng cầu nguyện là Chúa xin phán với con. Những sáng hôm nay ngồi nghe, ngồi sư xem chia sẻ sứ điệp, Cách nào để chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa qua kinh nghiệm của Samuel? Thì tôi có thể nói rằng chưa bao giờ nghe một cái sứ điệp rõ như vậy. Không phải vì mục sư Sam, nhưng mà vì sự sức giàu của Chúa đang đáp ứng lại với những gì mà mục sư Sam đang đeo đuổi ở trong ơn của Chúa. Nếu anh chị em có thể nghe được tiếng Anh, tôi khuyến khích là chiều nay về nghe sứ điệp của sáng hôm nay, vì nó trang bị cho chúng ta và nó có thể thay đổi cuộc đời chúng ta một cách lớn lao khi chúng ta quen thuộc với tiếng phán của Chúa và có thể nghe được tiếng phán của Ngài. Cảm ơn Chúa. Các vua thứ nhất chương 18 câu 2 và câu 18 cho đến câu số 41 ghi lại cho chúng ta một cuộc chạm trán, một sự tái giới thiệu Đức Chúa Trời quyền năng cho một dân tộc, cho tuyển dân của Chúa, là những người đã biết, đã kinh nghiệm, đã chứng kiến quyền năng phép lạ của Chúa xảy ra. Các thế hệ trước đã thấy được những việc lạ lùng của Chúa. Nên bây giờ họ ở trong một cái tình trạng đất nước của họ thì tan nát, đói kém xảy ra, một cái nạn đói trầm trọng chứ không phải chỉ là đói kém thường. Dân sự của Chúa thì không còn biết Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài nữa. Họ sống xa Chúa đến một cái mức độ một dân tộc được gọi và được chọn bởi Chúa. Ngài đã lập nên họ trong một ngày. Ngài đã làm những phép lạ lớn lao để cứu họ ra khỏi ách nô lệ. Bây giờ khi hỏi giữa Ba-anh và Đức Chúa Trời họ thờ phượng ai, thì tất cả anh chị em không đáp một lời. Không có một người có thể lên tiếng nói rằng tôi vẫn còn nhớ Đức Chúa Trời và tôi thờ phượng Ngài. Cả dân tộc họ yên lặng khi tiên tri Eli đặt câu hỏi đó. Thật là tình trạng mà chúng ta thấy rằng không thể chấp nhận được. Bạn xem dấu của tôi, đó cũng là tình trạng của đất nước mà chúng ta đang sống tại đây. Chúng ta sẽ nhìn một cách rõ hơn sau khi chúng ta đến với lời của Chúa và để lời của Chúa cho chúng ta một nền tảng vững chắc để chúng ta thấy được câu số 2 ở trong Các Vua thứ nhất chương 18. Eli gặp Ahab. Bấy giờ tại Samari có nạn đói trầm trọng. Chúng ta đi tiếp câu 16 cho đến câu 41. Vậy Abdia đi đón Ahab và báo cho vua biết. Ahab liền đi đón Eli. Vừa thấy Eli, Ahab nói: Có phải ông là kẻ làm rối loạn Israel chăng? Eli đáp: Chẳng phải tôi làm rối loạn Israel đâu, nhưng chính vua và nhà cha của vua, vì vua đã bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà theo thần Ba-anh. Vậy bây giờ vua hãy sai người đi triệu tập toàn dân Israel lại gặp lại bên tôi trên núi Carmel, cùng với 450 tiên tri Ba-anh và 400 tiên tri Asera, là những người ăn tại bàn của Jezebel, tức là hoàng hậu, tức là vợ của vua Ahab này. Câu 20. Vậy Ahab sai người đi triệu tập toàn dân Israel và các tiên tri ấy đến núi Carmel. Eli đến trước dân chúng mà nói: Các ngươi đi dạo hai bên cho đến bao giờ? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hãy theo Ngài, còn nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời thì cứ theo hắn. Nhưng dân chúng không đáp một lời. Một câu mà tôi nghĩ rằng lòng của Chúa rất buồn khi Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn để tác giả của sách Các Vua này ghi lại. Nhưng dân chúng không đáp một lời. Một thái độ dửng dưng, một thái độ lạnh lùng, một thái độ mù tối đến độ không còn biết Đức Chúa Trời của mình để thờ phượng Ngài nữa. Câu 22. Bây giờ Eli nói với dân chúng: Trong số những nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va chỉ còn lại một mình ta, còn các tiên tri Ba-anh có đến 450 người. Hãy đem đến đây 2 con bò đực, cũng phải chọn một con cho mình, xả ra từng miếng, chất ở trên củi, nhưng đừng châm lửa. Còn ta sẽ làm thịt con bò kia, đặt nó trên củi, cũng không châm lửa. Sau đó hãy kêu cầu danh của thần các ngươi đi. Còn ta sẽ kêu cầu danh của Đức Giê-hô-va. Thần nào đáp lời bằng lửa chính là Đức Chúa Trời. Toàn dân đều nói lời ấy rất phải. Eli nói với các tiên tri Ba-anh: Hãy chọn một con bò đực và làm thịt nó trước đi, vì các ngươi đông. Rồi hãy kêu cầu danh của thần của các ngươi, nhưng đừng châm lửa. Chúng bắt con bò mà người ta đã đưa cho và làm thịt. Rồi từ sáng sớm đến trưa, chúng kêu cầu danh của Ba-anh rằng: Hỡi Ba-anh, xin đáp lời chúng tôi. Nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng ai đáp lời. Chúng nhảy múa chung quanh bàn thờ mình đã dựng lên. Đến trưa, Eli chế nhạo chúng rằng, hãy la lớn lên đi, vì Ba-anh là thần mà. Có lẽ thần còn đang ngẫm nghĩ, hoặc bận đi ngoài. Đi đại tiện lên xem, hoặc đang đi đường, hoặc đang ngủ, mà cần phải đánh thức chăng? Chúng cần kêu lớn tiếng lên và lấy gươm giáo rạch mình đến chảy máu theo thói tục của chúng. Khi đã qua trưa, chúng vẫn cứ nói lảm nhảm như thế cho đến giờ dân tế lễ chay buổi chiều. Nhưng vẫn không có tiếng nói, không một ai đáp lời, cũng không thần nào quan tâm đến. Bây giờ Eli nói với dân chúng, hãy đến gần ta. Dân chúng đến gần ông. Rồi Eli sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va đã bị phá hủy. Ông lấy 12 hòn đá theo số 12 bộ tộc của các con trai của Jacob, là người mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng Israel sẽ là tên con. Ông dùng 12 hòn đá ấy dựng nên một bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, ông có đào một cái mương chứa khoảng 10 lít hạt giống. Rồi ông chất củi, chặt con bò ra từng miếng và xóc ở trên củi. Ông nói, hãy múc đầy 4 bình nước và đem đổ ở trên tế lễ thiêu và củi. Ông lại nói, hãy làm lần thứ nhì. Thì họ làm lần thứ nhì. Ông nói tiếp, hãy làm lần thứ ba, và họ làm lần thứ ba. Nước chảy tràn chung quanh bàn thờ đến nỗi đầy cả mương. Đến giờ dân tế lễ trai buổi chiều, nhà tiên tri Eli đến gần và cầu nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Israel, hôm nay xin cho mọi người biết rằng trong Israel Ngài là Đức Chúa Trời. Con là đầy tớ của Ngài và con vâng lời Ngài mà làm mọi điều này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời con, xin đáp lời con, để dân này biết rằng chính Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ quay trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va giáng xuống thiêu đốt tế lễ, thiêu củi đá bụi, hút rút nước ở trong mương. Thế vậy tất cả dân chúng xóc mình xuống đất và tung hô, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Eli nói với dân chúng, hãy bắt bọn tiên tri Ba-anh, đừng để một tên nào trốn thoát. Họ liền bắt chúng. Eli đem chúng xuống khe Kishon và giết chúng ở tại đó. Eli nói với Ahab, xin vua đi lên và ăn uống, vì tôi nghe tiếng mưa lớn. Vua Ahab đi lên ăn uống, nhưng Eli leo lên đỉnh núi Carmel, cúi xuống đất, úp mặt mình giữa đầu gối. Rồi ông bảo đầy tớ mình, hãy đi lên nhìn về hướng biển. Người đầy tớ đi lên nhìn rồi nói, không có gì cả. Eli lại nói, hãy trở lên 7 lần. Đến lần thứ 7, người đầy tớ đáp, kìa từ phía biển có một cụm mây nhỏ bằng bàn tay nổi lên. Eli nói tiếp, hãy đi nói với vua Ahab rằng, xin vua thắng xe và đi xuống, kẻo mưa cầm chân vua lại chăng. Trong chốc lát bầu trời bị mây che đen kịch, gió nổi dậy và có mưa rất to. Ahab liền lên xe chạy đến Gitreên. Tay Đức Giê-hô-va đặt trên Eli, ông thắt lưng và chạy trước Ahab cho đến khi vào thành Gitreên. Cảm ơn Chúa. Phần tin thánh chúng ta thấy thật là ly kỳ, phải không chị em? Một khung cảnh mà chúng ta thấy thật là cần cho ngày hôm nay, để chúng ta có thể rút tỉa những điều mà chúng ta thấy khi lửa của sự hiện diện của Chúa đến, thì những việc gì đã xảy ra. Tại sao chúng ta học bài học này? Bên trên yêu dấu, em Đức khi nãy có nói, tấm lòng của chúng tôi trong những ngày qua đau đớn khi nhìn thấy tình cảnh của đất nước xứ sở mà chúng ta đang sống ở tại đây. Cảm ơn Chúa, nhiều người trong chúng ta có mặt ở trong nhà thờ này đã từng sống ở tại đây ít nhất là 40 năm mà chúng ta từ ngày có sinh hoạt hội thánh cho đến bây giờ. Và nhiều người đã đến từ năm 1975, có nhiều người đến trước hơn một vài năm, có nhiều người đến sau một vài năm. Và chúng ta đã sống ở đây đủ. Và chừng đó để chúng ta cũng có thể thấy chỉ chừng đó thôi. Mặc dù lúc chúng ta đến nước Mỹ này đã lao xuống rồi, thì chúng ta thấy cái tình trạng lúc bây giờ của nước Mỹ và ngày hôm nay cũng rất là khác. Tôi nhớ những ngày đó, một trong những điều mà làm cho chúng tôi rất là ngạc nhiên, đó là ngày Chủ nhật. Tôi nhớ hôm đó cần làm một cái gì đó, thì chúng tôi ra chợ để mua búa và đinh. Thì người ta bán thức ăn mà người ta không bán búa và đinh, vì ngày Chủ nhật họ không bán. Cũng không mua rượu để uống được. Và chúng ta thấy rằng người ta đã tôn trọng ngày nghỉ một cách hết sức là rõ ràng trong những ngày đó. Chủ nhật, cửa tiệm mở, siêu thị mở, chúng ta chỉ mua được thức ăn mà thôi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng thế giới này đã bị ảnh hưởng bởi những con người chống lại Đức Chúa Trời và chống lại đường lối của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy rằng họ đã khuyến khích, và cuối cùng bây giờ chúng ta thấy ngày Chủ nhật chúng ta mua cái gì cũng được. Không còn là ngày nghỉ nữa. Và nhiều điều tội ác xảy ra trên thế giới này, trên đất nước này, trên xã hội này. Mỗi ngày một kinh hoàng, phải không chị em? Thế hệ chúng ta đang sống giống như trong thời của tiên tri Eli, là một thế hệ cần lửa của Chúa. Chúng ta là những người con gái của Chúa. Chúng ta cần trở nên một hội thánh khao khát lửa của sự hiện diện của Chúa. Để rồi chúng ta không chỉ giới thiệu Đức Chúa Trời như một ý niệm trừu tượng, một vị thần mà nhiều năm về trước đã làm việc trong thời của Kinh Thánh, nhưng ngày hôm nay thì Ngài vắng bóng. Chúng ta cần có lửa của sự hiện diện của Chúa để chúng ta có thể tái giới thiệu Đức Chúa Trời cho cộng đồng của chúng ta, cho thành phố này, cho đất nước này, cho xứ sở này. Đó là lý do tại sao khi nghe rằng Đức Chúa Trời sẽ đến trên thành phố Houston này và Ngài đến qua người Việt Nam của chúng ta, lòng của chúng tôi tràn đầy sự vui mừng, cũng như mang một cái trọng trách. Và tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta hãy nhận biết điều đó. Để Đức Chúa Trời Ngài thấy chúng ta có cái điều gì đó mà Ngài tin cậy được để Ngài giao cho chúng ta trọng trách này. Có thể lắm là quá trình mà chúng ta đã cầu nguyện cho sự phục hưng, quá trình mà Chúa Ngài đã dạy chúng ta và chúng ta áp dụng theo như lời của Chúa dạy. Và một trong những điều chúng ta nghe thêm trong tối thứ sáu của đại hội đó là Chúa giúp chúng ta là những người đã kinh nghiệm được sự đắc thắng con rồng. Bởi vì chúng ta là những người đến từ bãi nước được mệnh danh là nước thờ lại và phục vụ con rồng đó. Để chúng ta có thể giúp cho đất nước này biết được rằng con rồng ở tại Mỹ này nó không có là rồng 5 móng hay là 4 móng như người Á Châu của chúng ta thờ lại. Nhưng mà nó đang thể hiện công việc của nó một cách rất là rõ ràng mà chúng ta thấy nó thể hiện ra. Vì người Á Châu của chúng ta đã du nhập con rồng vào. Ngày hôm nay chúng ta không thấy thiếu số của những thanh niên, những người trẻ lớn lên tại đất nước này, họ xăm con rồng ở trên người của họ, họ xăm con rồng ở trên lưng của họ. Bao nhiêu người ngày hôm nay chúng ta thấy đã trưng diện con rồng ở trong xứ sở này. Trong khi đó lời của Chúa nói cho chúng ta biết con rồng là con rắn năm xưa, là ma quỷ, mà nó lại được hoan nghênh trong các nhà thờ. Và nhiều người Hoa Kỳ đã làm công việc đó. Lòng của chúng tôi nghe và sửng sốt khi thấy rằng có một hội thánh của người theo Anh giáo hội ở tại Nam California, tại quận Cam, mời những nhà sư vào để làm lễ tắm Phật ở trong nhà thờ. Bác sĩ John Sikwendo, ông đến đây tham dự và giảng cho đại hội chúng ta, và ông phải mua vé để trở về California nhanh chóng, xin lỗi Florida nhanh chóng, vì ông nói rằng tôi đã gặp được những con người đã từng bỏ Phật giáo, đã từng bỏ cái việc thờ lại con rồng. Bây giờ họ thờ phượng Đức Chúa Trời và được Chúa Ngài ban phước như thế này. Tôi phải lên máy bay lập tức để tôi trở về Palm Beach của Florida để tôi nói với cái mục sư của cái nhà thờ Mỹ mà tôi ở gần nhà tôi đó. Ông đang dăng một cái bảng banderole ở trước nhà thờ của ông là chuẩn bị đến để cùng với chúng tôi tắm Phật. Ông nói rằng tôi phải về và tôi sẽ lắc vai cái ông mục sư này và tôi nói rằng ông có biết ông đang làm gì không? Vậy ông thấy được chúng ta là những con người đã kinh nghiệm được sự tự do trong ơn của Chúa. Chúng ta đã hiểu được chân lý của Chúa và chúng ta đã bỏ hình tượng để chúng ta trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Vì chúng ta biết trong cái quá trình để làm những cái hình tượng đó, người ta có thể dùng gỗ để đẽo nó, có người thì dùng đất sét nắn lên, rồi chúng ta sơn phết cho nó. Có trường hợp thì người ta mặc áo đội mão cho nó, tạo vật mình dựng nên. Mà nếu không dựng trực tiếp thì bỏ tiền ra đi mua thì không dám nói mà thỉnh nó về. Rồi cuối cùng chúng ta kêu nó giúp đỡ cho mình. Thì chúng ta đã từ bỏ điều đó. Chúng ta trở lại để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống là đấng đã dựng nên chúng ta, dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, là đấng toàn năng, đấng sống động. Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài và chúng ta nhận biết điều đó. Người Việt Nam của chúng ta biết điều đó. Chúng ta biết rằng mình ăn cơm trời, uống nước trời, chết đi chầu trời. Lúc lâm nguy chúng ta kêu trời cứu, và khi mà đến cái chỗ bệnh viện chê bác sĩ chạy thì chúng ta nói cái này chỉ có trời cứu mà thôi, lại loại Ngài ra khỏi đời sống của mình. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người đã được soi sáng và được Chúa Ngài kéo chúng ta trở lại. Tôi tin rằng đó là một trong những lý do lớn mà Chúa Ngài muốn đến trên thành phố này xuyên qua người Việt Nam chúng ta. Vì chúng ta sẽ có những lời làm chứng mà người Mỹ họ cần nghe. Chúng ta sẽ có những cái đời sống để người ta biết được rằng Đức Chúa Trời hằng sống mà đã nói đến ở trong Kinh Thánh, đã bày tỏ chính mình Ngài xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Vì qua đời sống của chúng ta, Ngài sẽ giới thiệu chính mình Ngài trong ơn chữa lành của Ngài, trong quyền năng giải cứu của Ngài và trong những công việc mà Ngài đã làm để có thể biến đổi những cuộc đời. Amen anh chị em. Thì tình trạng của nước Mỹ thì chúng ta thấy mỗi ngày một tệ hơn. Khi người ta lấy sự cầu nguyện ra khỏi trường học. Vì có một người kiện nước Mỹ này nói rằng con của tôi không phải là người tin lành mà đi vào trong trường thì bị bắt phải cầu nguyện. Và 99.9% của những người ở tại nước Mỹ này phải làm theo ý của một người đàn bà. Giống như Jezebel. Lần đầu tiên nước Mỹ đa số phải chịu nhường vào thiểu số, mà không phải thiểu số lớn nhanh chém. Thiểu số chỉ có một người lên tiếng điều đó. Nước Mỹ lập tức cấm không cho cầu nguyện ở trong trường học nữa. Rồi cũng bà này, bà nói rằng nếu trường học mà treo 10 điều răn đó thì con cái của họ không có tin Chúa đi vào đó, họ thấy điều răn thì nó sẽ mặc cảm tội lỗi. Nó không thấy, nó không có mặc cảm, nó là tội lỗi, bởi vì nó thấy điều răn của Chúa thì nó sẽ mặc cảm tội lỗi. Bởi điều đó không chấp nhận được, cho nên trường cũng phải lấy 10 điều răn ra khỏi. Một lần nữa, đa số phải thua thiểu số. Hội thánh của Chúa ở đâu trong lúc đó? Hội thánh của Chúa giống như dân Israel trong thời bây giờ. Không đáp một lời. Cũng từ một đất nước dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời được lấy ra khỏi khẩu hiệu của nước Mỹ này. One nation under God. Họ không chấp nhận điều đó. Nước này không ở dưới Đức Chúa Trời được. Rồi một lần nữa chúng ta thấy có những sự tranh cãi xảy ra. Rồi những cái đường hướng và yêu cầu là phải lấy luôn ra một cái dòng chữ hết sức là đặc biệt, khác biệt hơn tất cả các nước ở trên thế giới này. Trên đồng tiền đô la của Mỹ có câu In God we trust. Chúng tôi tin cậy Đức Chúa Trời. Người ta cũng muốn lấy ra luôn. Hội thánh ở đâu? Không một tiếng nói. Tại sao? Bây giờ có nhiều người trong hội thánh và xã hội này, chúng ta thấy rằng cũng không còn biết Đức Chúa Trời có thật hay là không, hay là một nhân vật trừu tượng mà con người đã sáng nghĩ ra. Vì không thấy công việc của Ngài, vì không thấy lửa của sự hiện diện của Ngài. Cho nên chị em, không có lúc nào quan trọng và cần cho bằng. Cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta là những người kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ để Chúa Ngài qua đời sống của chúng ta, tái giới thiệu chính mình Ngài cho thế giới này. Tôi dùng chữ tái giới thiệu tại đây. Từ cái gốc của cái chữ bên tiếng Anh là chữ represent. Mà nếu chúng ta theo chiếc tự chúng ta tách nó ra thì nó là represent. Nếu chúng ta đọc nhanh thì nó có nghĩa là đại diện. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta chẳng những là đại diện Chúa, mà chúng ta là những người tái giới thiệu Ngài, represent Chúa. Như Eli đã làm ở tại đây. Một đất nước thuộc về Chúa mà dân sự của Chúa không còn có một cái lập trường tệ đến cái độ đó là khi ông Thiên tri Eli hỏi cho các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào. Nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời hãy phụng sự nó. Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hãy phụng sự Ngài. Dân sự im thinh thích. Nghe giống như nhiều nhà thờ ngày hôm nay phải không chị em? Quan điểm của con người thì người ta mạnh mẽ lắm. Có nhiều nhà thờ mà làm cho chúng tôi cũng rất là kinh ngạc đó. Khi nghe những điều mà tôi đang nói tại đây, đụng đến con rồng là như là đụng đến tổ tiên thiệt của họ. Mà có nhiều mục sư nha anh chị em, họ muốn thiếu điều như là đánh lộn với người khác đó. Quái gở, họ bính vực con rồng, mặc nhiên phủ nhận chúng ta là tạo vật của Đức Chúa Trời, Ngài đã dựng nên chúng ta, chứ không phải là con rồng cháu tiên. Mặc dù tin Chúa nhưng mà cái phần đó thì họ đã xé mất khỏi Kinh Thánh ở trong tâm trí của họ. Lời của Chúa nói rằng Đức Chúa Trời Ngài dựng nên, nhưng mà cái phần đó thì tôi xé bỏ, bởi vì tôi chấp nhận là tôi là người Việt Nam, tôi là con rồng cháu tiên. Đấy là vấn đề mà chúng ta thấy nó không ổn chút nào, phải không chị em? Giờ chỉ có hai. Một lập trường mà chúng ta cần phải có, một cái niềm tin chúng ta cần phải có. Chúng ta được dựng nên bởi Đức Chúa Trời hay là chúng ta sanh ra từ con rồng và cháu của tiên? Và nếu rằng Đức Chúa Trời nắng lên chúng ta, dựng nên chúng ta, hạ sinh khí của Ngài vào khiến chúng ta sống động, hay chúng ta chấp nhận là chúng ta được sanh ra và tổ tiên của chúng ta là một cái quái thai, Một người đàn bà đẻ ra 100 cái trứng. Anh chị em có thấy con người nào đẻ trứng chưa? Xúc phạm lắm mà anh chị em, phải không? Rồi đến với cái bà nào ở trong, hay là cái đến vợ mình, nó nói em đẻ cho anh vài cái trứng nữa. Tôi gà vịt gì, chim cò gì mà ông bảo tôi đẻ trứng. Vậy mà mình chấp nhận, ô, mình là con rồng cháu tiên. Mà mình đã xuất thân từ 100 cái trứng rồi, nó nở ra rồi 50 dắt xuống biển, rồi 50 dắt lên trên rừng, trên núi. Ồ, đó là văn hóa, đó là chuyện mình phải nhận, mục sư ơi. Không. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta không thể nào chấp nhận điều đó nữa. Còn nếu không thì chúng ta nói rằng mình tin Chúa, chứ thật ra mình không có tin đó. Mình chỉ lắp Ngài thêm vào trong cái văn hóa của mình mà thôi. Đó lý do tại sao Ngài không thể bày tỏ quyền tể trị của Ngài. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta. Đức Chúa Trời dựng nên người nam. Đức Chúa Trời dựng nên người nữ. Ngày hôm nay thì đất nước này hợp thức hóa tính dục đồng giới. Và những người này họ chẳng những là muốn được hợp thức hóa, mà muốn tất cả chúng ta phải công nhận và nể họ, vì họ đã chọn cái lối sống đó. Nên họ đòi đủ mọi thứ quyền hết. Một trong những quyền mà chúng ta thấy rằng kinh hoàng nhất ở tại thành phố Houston của chúng ta. 10 năm về trước, bố này đã đưa ra một cái nghị luật. Trong cái nghị luật đó có một cái phần là nếu một người đàn ông mà buổi sáng hôm đó anh thức dậy, chỉ thức dậy, anh thức dậy, không biết, bây giờ không còn là anh chị nữa. Cái đó thức dậy ngày hôm đó. Tại vì nó thuộc về cái dạng mà ngày hôm nay người ta nói rằng tôi không phải là đàn ông, tôi không phải đàn bà, mà tôi là other. Một cái dạng khác. Thì sáng hôm đó cái dạng này đó thức dậy không còn nhìn thấy mình, mặc dù là thân thể là đàn ông, nhưng hôm nay tôi nghĩ tôi là đàn bà. Thì cái nghị luật đó rằng anh này anh có thể, anh nghĩ anh là cái chị này đó, có thể đẩy cửa phòng vệ sinh của phụ nữ, có thể đẩy cửa phòng tắm của những nơi tập thể dục của phụ nữ, vì anh sáng hôm đó anh nghĩ anh là đàn bà. Anh chị em, đây là điều kinh hoàng. Khi chúng tôi xuống tại chỗ họp của hội đồng thành phố của chúng ta, thì phân nửa của cái chỗ đó có những người linh mục, có những người giám mục, có những người mục sư, và thuộc về những người mà gọi là liturgical. Họ có đeo cái miếng trắng trắng ở trên cổ áo của họ đó anh chị em. Nhưng mà tất cả đều mặc áo đỏ. Mỗi lần khi nói đến tính dục đồng giới là họ đẩy tay lên trên này. Đồng ý, ưng thuận, mọi điều tốt đẹp. Và khi chúng tôi nói rằng không thể chấp nhận cái việc đó, bởi nguy hiểm vô cùng. Bởi vì làm sao để chứng minh được cái ông đó là ông nghĩ như vậy, bởi vì nó nằm trong đầu của ông. Anh chị em, nếu mà người đó đã giải phẫu đổi giới tính, mặc quần áo theo kiểu như phụ nữ, phấn son này kia, xách ví đi, thì chúng ta biết rằng cái người này đã bày tỏ ra mình là mình chọn cái lối sống đó rồi. Thì dễ thấy đằng này bất cứ người đàn ông nào, có thể ngày hôm qua, có thể tối hôm trước tới khuya vẫn là đàn ông, nhưng mà sáng hôm đó thức dậy thì nói rằng mình là đàn bà, thì được tự do đi vào ở trong phòng vệ sinh của phụ nữ. Thì tôi nói rằng không thể chấp nhận được. Để bảo vệ vợ tôi, các con gái của tôi không chấp nhận cái nghị luật này. Chúng tôi khi đứng lên tiếng như vậy, thì bà thị trưởng đã cho một cái trác tòa đến bắt chúng tôi phải giao nộp hết tất cả những bài giảng nghịch lại với những nhóm người này. Và 26 thứ truyền thông khác mà chúng ta có thể gửi ra, là điện thư, nhắn tin hay là tất cả. Tôi nhớ khi Fox News phỏng vấn chúng tôi, thì nói rằng bài giảng của tôi để trên mạng đó, bà muốn cứ vào lấy. Mà tôi sẽ không lỉnh kỉnh ôm những cái bài giảng của tôi đem đến để giao cho bà. Nếu nó vi phạm một cái căn bản nhất của người dân Hoa Kỳ tại đây, mà khi làm mục sư tôi cũng không đánh mất cái quyền đó, là cái quyền tự do ngôn luận. Cảm ơn Chúa, nghị luật đó đã bị đánh hạ, bởi vì thành phố Houston này còn có những người sót lại cho Chúa. Họ không chấp nhận điều đó. Ngài khen Chúa. Anh chị em yêu dấu, những điều nhiễu nhương khác. Người ta tranh đấu đòi quyền tự do để phá thai ở giai đoạn cuối, ở phút cuối. Nó không còn là phá thai nữa mà là giết người. Thống đốc của tiểu bang Virginia, ông nói như thế này mà nghe chúng ta thấy bụng rủng tay chân. Tôi ngồi tôi nói rằng, Chúa ơi, nghe không nổi. Ông nói rằng, khi sanh cái đứa bé đó ra rồi, cha mẹ có thể lấy khăn lau cho nó sạch sẽ rồi, rồi nhìn nó xong rồi có thể vẫn còn quyết định là cho nó sống hay là cho nó chết. Sanh ra rồi, lấy khăn lau cho nó sạch sẽ rồi, vẫn còn có thể ngồi đó, cả cha lẫn mẹ có thể nhìn trẻ đó và quyết định rằng cho nó sống hay là chết. Thì đâu phải là phá thai nên xem mà là giết người rồi. Thống đốc của tiểu bang nha. Tại sao? Vì hội thánh của Chúa đã mất sự hiện diện của Chúa. Đất nước này đã đẩy Đức Chúa Trời ra khỏi đất nước này. Nên hơn bao giờ hết, anh chị em yêu dấu của tôi cần có một sự tái giới thiệu Đức Chúa Trời cho đất nước này. Chúng ta cần lửa của sự hiện diện của Ngài ở trên đời sống với chúng ta, và chúng ta mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi. Tại sao tôi nói những điều này một cách mạnh như vậy bên em? Đó là những việc mà bên kia nó đang lên tiếng và nó nói rất to, mà nó nói rất dài. Trong khi đó hội thánh của Chúa thì chúng ta im như hến. Ôi, mục sư, mình không có làm chính trị cho nên đây không phải là chính trị. Nhưng ở đây là chúng ta phải thay đổi, còn không đất nước này sẽ đi đến chỗ chết. Cho nên chị em yêu dấu, không có một chương trình xã hội của đảng Dân Chủ hay là Cộng hòa nào có thể thay đổi đất nước này. Duy chỉ có lửa của sự hiện diện của Đức Chúa Trời toàn năng bày tỏ ra để dân chúng có thể thấy và phân biệt được. Hơn nữa anh chị em, lòng của tôi nặng gánh đối với nhu cầu của con người. Người ta đau ốm, người ta bị trói buộc, người ta đau khổ, lạc mất, khốn khổ, để bị ma quỷ hành hạ họ. Hội thánh của Chúa thì chúng ta tại nên Chúa không còn làm phép lạ. Chuyện đủ quỷ không có. Ngày xưa không có văn minh cho nên cái gì cũng giải thích được thì gọi là ma quỷ đó. Và nó được giảng từ các bục giảng của các nhà thờ Tin Lành mới là điều kinh hoàng đến chứ. Quá ra họ nói Đức Chúa Giêsu của chúng ta lạc hậu. Thấy một cái người bất bình thường, mất trí, bệnh tâm thần mà xúm lại cứ đuổi quỷ, đuổi nó ra khỏi người đó. Không, lời của Chúa cho chúng ta biết có sự hiện diện của quỷ là những con người không có thân thể. Chúng sẽ tìm đủ một cách để tìm một cái thân thể để có thể bày tỏ và nói lên cái sự hiện có mặt của nó. Lòng của tôi nặng gánh với những thiếu niên kinh nghiệm. Cha mẹ không có thương tôi. Cha mẹ muốn phá giết tôi khi có mang tôi. Mẹ không thương tôi nên đã muốn đem cho tôi cho người khác. Mẹ sống với bạn trai sử dụng ma túy trước mặt tôi. Cha tôi đánh đập tôi, hành hạ tôi. Đó là điều mà rất nhiều thiếu niên đối diện. Lòng tôi nặng gánh với thiếu niên khi mà tự tử là lý do đứng hàng thứ nhì giết chết thiếu niên ngày hôm nay. 58% học sinh trong trung học sử dụng ma túy, 72% uống rượu. Chúng ta mất đi một thế hệ. Chúng ta mất đi 85% thanh thiếu niên lớn lên trong hội thánh vì chúng lên đến tuổi trung học, đại học. Thì không thấy chúng đi nhà thờ thờ phượng Chúa nữa. Cho anh chị em, cái chuyện chúng ta đã từng làm, chơi trò chơi đi nhà thờ, phải chấm dứt. Vì tương lai của chúng ta, con cái của chúng ta ở trong cái tình trạng như vậy. Điều mà chúng ta cần, anh chị em, đó là có lửa từ Chúa toàn năng để chúng ta sẽ giới thiệu Đức Chúa Trời, tái giới thiệu Đức Chúa Trời, trước nhất cho con cái chúng ta trong nhà, cho láng giềng của chúng ta, cho khu xóm của chúng ta, cho thành phố này, cho đất nước này. Trở lại trong các vua thứ nhất chương 18, chúng ta thấy lửa của Chúa đã đổ xuống. Eli tiên tri của Đức Chúa Trời thách thức các tiên tri của Ba-anh. Và lúc đó thì người ta tin rằng Ba-anh là thần cởi trên sấm sét mang lửa đến. Và các tiên tri Ba-anh đã kêu cầu nhưng chẳng có tiếng gì, cũng chẳng có ai đáp lời. Khi tôi đọc lại phần Kinh Thánh này, có một cái chỗ mà tôi thấy tiên tri Eli, ông trêu chọc họ đến cái độ la lớn lên, coi chừng tiên tri Ba-anh đang đi ngoài á. Bởi vì suốt ngày Từ sáng cho đến trưa họ kêu cầu nhưng mà không có một sự đáp lời. Khi tiên tri Eli bước lên thì không cần cả ngài. Chúng ta cần ơn của Chúa ở cùng chúng ta để chúng ta được sai phái và đồng làm việc với Chúa, để chúng ta thấy rằng một lời cầu nguyện thì Chúa đáp lời. Tiên tri Eli có được tất cả sự chú ý của thiên đàng. Và tôi tin rằng trong cái tiến trình mà Chúa Ngài dắt chúng ta đi trong 50 mấy ngày qua, Chúa muốn chúng ta lấy hết tất cả những gì ngăn trở, hoặc cho khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta được tất cả sự chú ý của thiên đàng. Vì nếu lòng của tôi có chú về tội ác, Chúa chẳng nghe tôi. Lòng thôi mới chú về tội ác thôi thì đã ngăn trở sự cầu nguyện của chúng ta rồi. Đừng nói chúng ta sống ở trong tội lỗi. Nên sáng hôm nay tôi xin chúng ta cùng xem xét 4 điều xảy ra khi lửa của Chúa giáng xuống. Xin mời các anh chị em chúng ta sẽ xin lửa của Chúa sẽ đổ xuống trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể trở nên những người mang lửa của sự hiện diện của Chúa đi khắp nơi trên thành phố này. Rồi chúng ta đi và chúng ta bắt đầu gây cháy. Chúng ta đụng đến những cuộc đời đã bùng cháy cho Chúa. Chúng ta bước vào trong những hoàn cảnh, chúng ta sẽ thay đổi cái bầu không khí rần rợn lành lạnh đó trở nên một cái nơi ấm cúng, vì lửa của sự hiện diện của Chúa chúng ta mang theo trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta thấy người ta sắp mình trước sự hiện diện của Chúa. Một đám dân không một lập trường vững vàng. Khi bị thách thức, các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào? Không một người. Toàn dân Israel anh chị em, lúc bây giờ là bao nhiêu triệu người mà họ không một lời. Vì chắc chắn lúc bây giờ hình bóng và công việc của Đức Chúa Trời đã mất rồi, không còn thấy ở trong xứ sở họ quá lâu rồi. Cho nên họ cũng không dám quyết định. Bây giờ không biết chắc là Ba-anh là Đức Chúa Trời hay là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nữa, cho đến khi Chúa tái giới thiệu chính mình Ngài. Ở đây chúng ta thấy dân Sirene, ngay khi thấy lửa của Chúa giáng xuống và thiêu đốt của lễ, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng thấy vậy cả dân sự sắp mình xuống đất. Cảm ơn Chúa có một sự nhận biết Đức Chúa Trời là ai khi lửa của Chúa đổ xuống. Nếu chúng ta đóng khung Đức Chúa Trời của mình trong chiếc hộp thì chúng ta như không có Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời của chúng ta quá nhỏ. Tôi nhớ khi đi học trường Kinh Thánh, tôi đọc một cái quyển sách với cái nhan đề của nó là như vậy: If you put God in a box, your God is too small. Tôi e rằng hội thánh của Chúa ở tại nước Mỹ này nhiều nơi người ta đã để Đức Chúa Trời vào trong cái hộp của bụi nhóm, gọn gàng, yên tĩnh. Và trong những ngày gần đây chúng tôi được tiếp xúc với một cái tư tưởng mà Chúa Ngài nói một cách rất rõ ở trong tâm lòng của mục sư Sam với tôi, là các con muốn hội thánh của các con là một cái hồ hay là một dòng sông. Dòng sông thì hai bên bờ sông vẫn có, nhưng mà dòng chảy không bị giới hạn, từ nguồn cho đến cái nơi mà dòng sông muốn chảy đến, không bị ngăn chặn. Nhưng mà hội thánh của cái hồ chứa là cả 4 bên 4 bờ, để nó chặn con sông không còn chảy nữa, mà bây giờ chỉ có nước ở trong hồ và nó ngăn nắp. Mình xem nhiều người thích ngăn nắp. Đi nhà thờ nói rằng nó đi đến nhóm chỗ mục sư Khánh thấy nó ồn ào quá. Chúng tôi muốn đi nhóm cái chỗ nào mà cho nó tĩnh mịch một chút xíu, để mình phải có thái độ kính kiềm với Chúa. Họ cấm, không cho nhảy múa, không cho vỗ tay, không cho gì hết. Để họ sợ giống như là mình đi vô trong nhà hoàng đó, nói chuyện cũng phải nói nhỏ nhỏ vì sợ mình đánh thức người chết. Cho nên chúng ta thấy trong nhà hoàng người ta nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau. Người Mỹ dùng cái cụm từ của họ, đó là don't wake up the dead. Sợ nói to quá, người chết ở trong quan tài ngồi dậy bỏ chạy hết. Nhà Chúa trong sự thờ phượng Chúa thì Thiên bảo chúng ta là hãy lấy tiếng thắng trận mà reo hò cho Chúa, hãy vỗ tay mà ngợi khen Ngài, hãy nhảy múa mà ngợi khen Ngài, dùng đàn dây, dùng chập chỏ, dùng mã la kêu rền mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi phàm vật chi thở hãy ngợi khen Ngài. Thì làm sao nó yên được? Cho nên nếu chúng ta muốn có một cái chỗ mà yên tĩnh, đi ra nghĩa địa chứ đừng đi đến nhà thờ. Nhất là những nhà thờ có sự hiện diện của Chúa. Trong ngày qua ban hướng dẫn hát dẫn có giới thiệu chúng ta mùi hát mới. Trong đó có một cái câu rất là ý nghĩa. Đức Chúa Trời của tôi hằng sống, làm sao tôi có thể giấu Ngài được? Làm sao tôi có thể yên lặng về Ngài được? My God is alive! Làm sao mình có thể giấu Ngài được? Anh xem có giờ giấu cái gì mà nó sống không? Cảm ơn Chúa. Khi dân Israel đã lãng quên Đức Chúa Trời, bây giờ thấy lửa của sự hiện diện của Chúa đáp lời và thiêu đốt của lễ, thì chúng ta thấy rằng họ đã đáp ứng lại. Lý do là bởi vì họ đã quên lãng Đức Chúa Trời trong nhiều năm. Không phải là xa lạ đối với công việc của Đức Chúa Trời đâu, bởi vì họ đã được cứu ra khỏi xứ Ai Cập. Họ đã thấy Chúa rẽ biển đỏ cho họ đi ngang qua như đi trên đất khô. Họ được dẫn dắt bằng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Họ được Chúa mưa mana từ trời xuống cho họ mỗi ngày. Họ thấy nước đổ ra từ một hòn đá. Khi Chúa bảo Môi-se hãy lấy cây gậy và đập vào trong hòn đá đó, nước đổ ra cho trên dưới 1 triệu người, trong đó còn có súc vật nữa. Mà uống cho đã khát xong, nước ra từ một hòn đá. Một trong những điều lớn lao như vậy đã xảy ra cho tổ phụ của họ. Nhưng mà thế hệ của họ bây giờ thì họ không còn chứng kiến, không biết, cho nên họ đã quên đi hình bóng của Đức Chúa Trời. Nên hình bóng Đức Chúa Trời nhỏ dần trong tâm trí của họ, đến độ họ cũng không còn biết Ba-anh hay là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nữa. Lịch sử của họ luôn lặp lại. Và đây là điều mà tôi xin các phụ huynh xin hãy nghe, để chúng ta đừng để cho con cháu của chúng ta rơi vào trong tình trạng này. Các quan sát chương 2 câu 10 đến 13. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Câu 11. Bây giờ dân Israel làm ác ở trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của Ba-anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va và hầu việc Ba-anh và ác tạc tê. Đó là thời của các quan sát. Mấy trăm năm sau, trong thời của vua Ahab. Ông là vua, đáng lý có điều răn của Đức Chúa Trời để đọc mỗi ngày. Và một trong những điều Chúa dạy là không được cưới dân ngoại làm vợ. Ông cưới Jezebel, mà bà này lại là người phục vụ Ba-anh và ác tạc tê. Chẳng những như vậy, mà bà còn đem về, và từ ngữ mà chúng ta thấy lời của Chúa nói tại đây là những người ăn ở trong bàn của Jezebel. Mà thức ăn này phải nhiều lắm anh chị em. 450 tiên tri của Ba-anh và 400 của ác tạc tê. 850 người mà bà nuôi ở trong cung vua đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nhà bếp đó thì nó bận rộn lắm, bởi vì nuôi mấy ông này. Dân sự của Chúa. Và đây không phải là cái chuyện nhỏ nhỏ, mà là cái chuyện ông bà làm ở trong cung vua. Và mỗi ngày thì các tiên tri này của hai tà thần này ngồi ăn ở trên bàn của Jezebel. Ý nói rằng bà mời, bà mang họ vào. Và cái sự thờ phượng tà thần này là cái chuyện xảy ra trong cả xứ. Trong thời của tiên tri Eli, chúng ta thấy Ahab đã làm việc đó. Những nhân sự không còn biết Đức Chúa Trời. Trong thời của các quan sát, vì cái thế hệ mà đã kinh nghiệm Chúa làm những công việc lạ lùng cho họ khi họ đã vào chiếm lấy xứ xong rồi, thế hệ đó qua đời, thì cái thế hệ kế tiếp lên không biết Đức Chúa Trời, vì không có những con người nối tiếp. Và tôi tin rằng khi gia đình của Joshua nằm xuống vì họ già, Joshua chúng ta biết rằng ông đã thách thức với dân sự của Chúa. Các anh chọn ngày hôm nay hoặc là thờ phượng các thần bên kia sông của các dân tộc khác, hay là thờ phượng Đức Chúa Trời, tùy nơi sự lựa chọn của các anh. Nhưng mà hãy nhớ một điều, tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời. Nhưng mà Giô-suê đã thất bại trong việc thế hệ thứ ba không biết Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ để anh chị em yêu dấu của tôi là hội thánh của Chúa tại đây, nhất là những người cha có mặt ở tại đây. Đừng để việc này xảy ra. Nếu con của các anh em mà không biết Đức Giê-hô-va, không biết Đức Chúa Trời trong nhà, là lỗi của các anh em. Và các anh em không mang sự hiện diện, lửa sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình. Con cái của anh em đã thấy cái gì khác nữa chứ không thấy Đức Chúa Trời trong đời sống của anh chị. Từ từ ngữ cho đến hành động của chúng ta. Dân Sirene trong lúc đó họ không còn biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi lửa đổ xuống thì họ sắp mặt xuống. Họ kêu lên Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Đòi hỏi một cuộc chạm trán, kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một cách rõ ràng như vậy để đem lòng của dân sự của Chúa trở lại với Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Phục hồi sự kinh ngạc về những gì Chúa có thể làm. Những người Sirene vừa mới chứng kiến một phép lạ lớn. Mặc dù các tiên tri của Ba-anh đã lớn tiếng kêu cầu suốt ngày, và khi nghe tiên tri Eli thách thức họ, ông trêu chọc họ, ông nó la lớn lên, coi chừng Ba-anh nó đang đi chơi hay là nó đang đi cầu ấy, nó không có nghe đó, hay là nó đang ngủ ấy, đánh thức nó vậy. Thì mấy người này đã lấy gươm ra rạch mình của mình, đổ máu ra để tối lên cái tấm lòng chân thành của họ. Nhưng mà Ba-anh đâu không nghe tâm tiếng gì. Cảm ơn Chúa, cho đến khi dân sự của Chúa chứng kiến điều rất lạ xảy ra. Và chúng ta thấy cái tiến trình mà tiên tri Eli đã làm điều này. Ông đã bắt, sau khi chất củi, sửa lại bàn thờ, chất củi lên, giết con bò và xả ra từng miếng thịt để ở trên bàn thờ xong, ông kêu người ta xách nước dội lên trên đó. Để không có ảo thuật, không có cái mánh lưới gì ở chỗ này hết, không có thủ đoạn gì hết, mà phải thật là lửa từ nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời đổ xuống. Và Đức Chúa Trời Ngài đã làm như vậy. Khi lửa đổ xuống thiêu đốt của lệ, rút hết nước ở trong mương. Ngài khen Chúa. Dân sự của Chúa đã thấy một cái phép lạ sờ sờ, khiến cho họ đã được thuyết phục và họ sắp mặt xuống để thờ lại Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Nhiều khi con cái của chúng ta, những người trong nhà thờ, quên những gì Đức Chúa Trời có thể làm, nên đòi hỏi có một sự tái giới thiệu Đức Chúa Trời trong quyền năng để họ có thể kinh nghiệm được Chúa. Ê-phê-sô chương 3 câu 20 cho chúng ta biết điều này. Đáng lý ra điều này phải thể hiện luôn ở trong chúng ta. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Cảm ơn Chúa. Quyền lực đó đang ở trong mỗi một chúng ta. Nên tôi cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ đánh thức quyền năng của Ngài ở trong cuộc đời của chúng ta, và Đức Thánh Linh Ngài sẽ trỗi dậy và Ngài tái giới thiệu chính mình Ngài cho đời sống của chúng ta, cho gia đình chúng ta trong những ngày sắp đến. Chúa có thể trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Cảm ơn Chúa. Chứ không thể nào chấp nhận cái tình trạng mà con cái của Chúa rằng sao tôi cầu nguyện Chúa không đáp lời. Quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Có nghĩa là Chúa Ngài đáp lời, mà Ngài còn đáp lời lớn hơn những gì chúng ta xin nữa. Amen anh chị em. Và đó là lời Chúa. Chứ đừng có chấp nhận mà cũng đừng có hù lại với nhau. Nghe có ai nói ôi Chúa không có đáp lời cầu nguyện con, mấy chị em khác cũng ngồi lại cũng buồn ôi Chúa không có đáp lời cầu nguyện chúng con. Không, lời của Đức Chúa Trời nói rằng Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện, mà Ngài chẳng những đáp lời mà Ngài còn đáp lời một cách lớn lao vô cùng. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc các ngươi chưa từng biết. Đó là Đức Chúa Trời của tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời của anh em như thế nào. Chắc là Ngài như là người cha vắng bóng, như trong bài You Won't Relent mà chúng ta được một sự xem tái giới thiệu trong buổi cầu nguyện của chúng ta. Tác giả của bài hát đó là tôi không chấp nhận cái việc chúng ta nói về Đức Chúa Trời như là một người cha vắng bóng, là một đấng không có mặt ở trong phòng này. Ngài đang ở đây, Ngài ở trong sự hiện diện của Ngài đang có mặt ở đây với chúng ta. Chúng ta có thể kể chuyện đời xưa về Đức Chúa Trời của chúng ta được, vì Ngài là Đức Chúa Trời ăn sống. Amen anh chị em. Có một loại tín đồ đã sanh sản ra trong các thập niên qua, trong một vài thế kỷ gần đây, đó là chuyện trong Kinh Thánh, đó là chuyện trong thời Kinh Thánh. Rồi sao? Và như vậy thì chúng ta đọc về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh rồi chúng ta tin những chuyện đó nó chỉ xảy ra trong thời Kinh Thánh. Còn bây giờ Đức Chúa Trời Ngài đi ngủ, hay là trong ý niệm chắc Đức Chúa Trời đã qua đời rồi. Cho nên có một cuốn phim đã dựng lên với một cái câu nói phản biệt: God is not dead. Đức Chúa Trời chưa chết. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. Vấn đề của chúng ta tại đây là có để đời sống của chúng ta hội đủ điều kiện để Chúa có thể bày tỏ chính mình Ngài qua chúng ta hay không mà thôi. Công việc của Chúa thật là lớn lao. Thi Thiên 92 câu 5 là Chúa công việc của Ngài là vĩ đại biết bao, tư tưởng Ngài sâu sắc biết dường nào. Công việc của Chúa thật là lớn lao anh chị em. Cá nhân tôi được vinh dự để thấy được người bị phỏng được Chúa phục hồi ánh mắt của mình. Người từng cờ bạc đến độ gia đình từ vợ bỏ, được biết Chúa cuộc đời được thay đổi, bây giờ được Chúa Ngài sử dụng. Người thiếu nữ dân tộc mù chữ, Chúa thăm viếng, lập tức đọc được tiếng Việt, ngợi khen Chúa. Dạng như vậy giữa chúng ta tại đây, chúng ta đã thấy rất là nhiều cuộc đời đã kinh nghiệm được cái phép lạ này, không biết một chữ nào hết, mà khi được cầu nguyện thì Chúa đã cho mở Kinh Thánh ra là đọc được. Cảm ơn Chúa. Có một bà bạn của bà Tiền đi sinh hoạt với chúng ta tại đây, là mẹ vợ của một em đã đến sinh hoạt với đại hội của chúng ta, hầu như đại hội nào cũng đến. Bà không biết một chữ nào anh chị em. Bà Tiền đi sinh hoạt với hội thánh của chúng ta biết, hai người bạn này thân với nhau lắm. Nhưng mà khi gặp lại nhau, cả hai đều đã tin Chúa. Thấy cái bà bạn của mình bây giờ đọc Kinh Thánh, mà chẳng những đọc mà còn hiểu Kinh Thánh một cách sâu nhiệm, và có thể chia sẻ Kinh Thánh một cách đầy ý nghĩa. Thế Chúa Trời của chúng ta làm việc lạ lùng như vậy. Ngày hôm qua vợ chồng chúng tôi có cơ hội để đến thăm một cái hội thánh có tên là Sự Thương Xót của Thiên Chúa. Cả một số các anh chị em thuộc về Công giáo La Mã đã gặp Chúa. Ông vị linh mục, ông đã mệt mỏi với đời sống chỉ theo chữ nghĩa và hình thức. Ông trở lại với Thánh Kinh. Ông thuộc về dòng Chúa Cứu Thế, một trong những cái phước hạnh mà Chúa cho các linh mục, các con cái của Chúa Công giáo La Mã thuộc về dòng Chúa Cứu Thế, là họ trở lại họ đọc Kinh Thánh. Thì Chúa Trời mở mắt cho ông thấy được. Ông đem những điều ông khám phá ra được trong lời của Đức Chúa Trời và chia sẻ ra cho những người chịu nghe ông nói. Và kết quả là họ được Chúa thăm viếng. Những người Công giáo kinh nghiệm được bắt tem trong Đức Thánh Linh. Chúa Ngài làm việc. Chúa làm việc một cách rất là lớn lao. Và khi vị linh mục này bị chống đối, bị dứt chân thánh, thì Đức Chúa Trời lại dùng một linh mục khác. Ông linh mục này đã từng đến với đại hội của chúng ta khi Chúa mới thăm viếng chúng ta. Ông làm cha xứ của cái giáo xứ mà chúng ta, đa số chúng ta tại đây biết, ở gần khu phía nam của chúng ta. Ông bảo quản cho nhóm này. Và cảm ơn Chúa các anh chị em này chia sẻ kinh nghiệm của mình với Chúa. Và khi họ phục vụ, bao nhiêu người trẻ đã được đến với Chúa. Thân sinh của người chị em này bây giờ là một mục sư. Ông đi nhóm ở hội thánh Ngôi Lời, nhà thờ Ngôi Lời. Ông chống đối vô cùng, nhưng mà cuối cùng Chúa bắt phục ông. Chồng của chị em của chúng ta chống đối vợ của mình đến độ là nhốt ở ngoài, lạnh hay là nóng, chết rắn chịu. Cậu khóc với Chúa, vẫn rằng Chúa ơi, con được Chúa Ngài mở mắt, con hiểu được chân lý của Chúa, mà sao bây giờ chồng của con yêu thương con như vậy nhưng mà bây giờ đóng cửa nhốt con bên ngoài. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hôm qua tôi gặp thì anh tin Chúa, bố mẹ của vị mục sư này đã tin Chúa. Và Chúa dùng cuộc đời để đem lại sự tươi mới cho nhiều người thuộc về Công giáo La Mã. Chỉ có Đức Chúa Trời hàng sống mới có thể làm được việc đó. Bây giờ họ mua một cái khu đất. Ông cụ trước khi qua đời đặt tên cái khu đất đó làm cái làng gọi là làng Emmaus. Emmaus đó anh chị. Cảm ơn Chúa. Ông tin kính Chúa, ông yêu mến Chúa cho đến ngày qua đời. Ông rất thù những người cộng sản, vì ông có 3 người con trai chết ở trong chiến trận Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm việc trong tấm lòng của ông, mặc dù đi nhà thờ Công giáo bao nhiêu năm, lòng của ông vẫn cay đắng và hận thù. Mà cuối cùng ông đã tha thứ và đem lại cái sự chữa lành trong tấm lòng của ông. Chỉ có Đức Chúa Trời hằng sống mới có thể làm được điều đó. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh của Chúa. Công việc của Ngài vẫn còn bày tỏ ra ngày hôm nay, khi Chúa tìm thấy được những con người nói với Chúa rằng là Chúa xin đổ lửa của sự hiện diện của Ngài trên cuộc đời của con. Amen anh chị em. Chúng ta đi nhanh. Họ ăn năn quay trở lại với Chúa khi sự hiện diện của Chúa đổ ra. Ở trong câu số 39 thấy vậy, dân sự sắp mình xuống đất và la rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Khi dân Sirene thấy sự vĩ đại và quyền năng của Chúa, họ nhận biết tội lỗi lớn lao của mình và họ đã ăn năn. Họ đã được Chúa Ngài phục hồi trong ơn của Chúa. Phao-lô, một con người Do Thái khác, đã tuyên bố trong những tội nhân tôi là tội khôi, tôi là đứng đầu. Và ông đã được Chúa Ngài biến đổi khi gặp Chúa, kinh nghiệm Ngài trên đường đến thành Đa Mách. Và chỉ mấy ngày sau, ông đã đứng lên giảng về đấng mà ông đã từng bắt bớ. Chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng mới có thể làm những công việc của Ngài mà thôi. Thì Chúa có thể bắt phục Sau-lơ, sau này được đổi tên là Phao-lô, thì không có một người thân thương nào của chúng ta mà chúng ta không có hy vọng rằng Chúa có thể biến đổi họ. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta cần phải dứt khoát với tội lỗi, giống như dân sự của Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và thứ ba là chúng ta thấy họ đã giết chết lối sống cũ. Eli nói với chúng rằng hãy bắt các tiên tri Ba-anh chớ để thoát một người nào. Chúng bèn bắt họ. Eli đem họ xuống ở dưới khe Kishon và giết họ tại đó. Chúng ta biết rằng luật pháp của Môi-se mà Chúa đã truyền cho, đó là nếu những người nào dẫn dắt người khác thờ lại hình tượng thì người đó đáng bị xử tử. Và tiên tri Eli ngày hôm đó đã thi hành bản án này trên các tiên tri của Ba-anh và Abdia. Anh chị em yêu dấu, chúng ta cũng phải dứt khoát với tội lỗi như vậy. Đừng dung nhượng đối với tội lỗi. Dù nó là cái tội mà người ta định nghĩa rằng tội này cũng không có hại ai hết, hãy nhớ một điều, tội là tội trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng bào chữa, cũng đừng lên án những người khác, bới lông tìm vết tội lỗi của những khác để mình tránh giải quyết tội của mình. Và đây là một cái phản ứng tâm lý mà chúng ta thấy rất thường xảy ra. Mình phạm tội, mà đáng lý phải ăn năn quay trở lại cùng Chúa thì không, mình đi tìm tội lỗi của người khác để mình nói, mình bới về tội lỗi của họ, để tất cả những sự chú ý chuyển về người khác chứ không phải mình nữa. Và mình tự lừa gạt lấy mình một sự ăn năn để được Chúa Ngài phục hồi. Anh chị em yêu dấu, hãy cứng rắn, thành thật và giải quyết những tội lỗi trong đời sống của mình, để Chúa có thể đổi sự hiện diện của Ngài một cách đầy dẫy trên chúng ta và ban phước sử dụng chúng ta để chúng ta mang lửa của sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng một sự giải cứu đã xảy ra khi lửa của Chúa đã đổ đến. Chúng ta nhớ trong câu 2, tại xứ Samari có cơn đói kém quá đổi. Nhưng mà câu 41, khi lửa của sự hiện diện của Chúa đổ xuống thì mưa lại đổ xuống. Đói kém vì hạn hán, bây giờ mưa đổ xuống, một trận mưa lớn, và sau đó xứ đã được phục hồi. Anh chị em yêu dấu, Chúa Ngài cũng muốn thực hiện điều đó. Đó là dấu hiệu của sự phục hưng cá nhân rồi phấn hưng đạo của Chúa mà chúng ta đã nghe nói. Xin Chúa ban phước để chúng ta đeo đuổi trong ơn của Ngài, trong phước hạnh của Chúa. Amen anh chị em. Mình xin Chúa Ngài ban ơn. Có rất nhiều điều đang chờ chúng ta kinh nghiệm Chúa. Có rất nhiều điều đang chờ chúng ta được mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa. Trong đó có con gái của chúng ta. Nên cho em nói mình thương con của mình, thì điều tối thiểu chúng ta có thể làm là trở lại với Chúa để được Chúa Ngài lại thăm viếng và phục hưng cuộc đời của chúng ta. Còn nếu không, anh chị em chỉ nói mình thương con bằng cái miệng. Vì anh chị em có biết không, chúng ta ảnh hưởng trên con cái của chúng ta. Chúng ta là những người cơ đốc nhân đầu tiên mà chúng nó tiếp xúc khi nó ngoe chào đời. Mà nó quan sát những cơ đốc nhân này tại nhà 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Chứ đừng đổ thừa nó ở tại Hội Thánh, tại Mục Sư Khánh gì. Không phải đâu. Tại chúng ta ở tại nhà thì chúng tôi chỉ có thì giờ cho con cái của anh chị em. Anh chị em mang đến nhà thờ tối đa trong tuần là 3 tiếng đồng hồ. Mình chị em có rất nhiều thì giờ với chúng nó. Anh chị em là những bài giảng sống, là những bức thư mà đáng lý được viết lên bằng huyết của Chúa để con cái chúng ta, láng giềng chúng ta, cộng đồng của chúng ta đọc được. Mà nếu bức thư này cho đến giờ phút này đó là một tờ giấy đen thui thì không phải là lỗi Tin Lành của Chúa không làm nổi sự biến đổi trong cuộc đời của chúng ta, nhưng là bởi vì chúng ta không có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta sống xa Chúa và chúng ta để cho cuộc đời của chúng ta trôi dạt đến cái độ chúng ta không còn biết Đức Chúa Trời nữa. Có một số người sau khi kinh nghiệm những giờ phút phước hạnh ở trong ơn của Chúa đã đến tâm sự với tôi và nói rằng: "Mục sư, em đã bị trôi vào trong cái tình trạng là em không còn có thể cầu nguyện được nữa." Cảm ơn Chúa, hôm nay cầu nguyện ngọt ngào phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chuyện đó có thể xảy ra không chị em? Có thể. Có thể. Có một giai đoạn trong đời sống của tôi thỏa hiệp với tội lỗi. quen biết với người không tin Chúa với một cái mục tiêu đó là dắt về Chúa, nhưng mà dắt không được. Cuối cùng sống với cái sự xa cách với Chúa như vậy, đến một lúc ngồi 3 tiếng đồng hồ mà không nói được với Chúa một chữ nào hết. Chứ đừng nói với tôi rằng không xảy ra cho anh chị em. Cam đoan là có những người ngày hôm nay khi nói đến cầu nguyện không biết nói gì với Chúa, mà cũng sợ nữa, đến gần với Chúa, Chúa chỉ ra tội lỗi mà mình không muốn ăn năn thì sao? Thì tình trạng nó lại khó hơn. Mà chúng ta thấy cái vòng lẩn quẩn của cái chu kỳ đó, phạm tội rồi xa cách Chúa. Nếu chúng ta không trở lại với Chúa một cách thành thật, đối diện với tội lỗi chúng ta một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tình trạng đó. Và mỗi một ngày thì cái ách của ma quỷ nó cứ trói chặt chúng ta và nó kéo chúng ta đi vào trong cái chỗ chúng ta làm nô lệ của tội lỗi. Vì tội anh chị em nó luôn luôn sanh sôi nảy nở. Có người ví nó như chúng ta cho một cái người ở trọ trong miếng đất của mình. Ban đầu nó độc thân, cho ở trong cái đất mình, cái rồi nó quen với một người con gái, nó cưới vợ. Ban đầu nó chỉ có một cái tròi, cưới vợ nó phải có cái nhà khả dĩ hơn. Rồi xong sanh con, sanh một đứa, cái nhà đó ông đủ nó phải làm thêm cái nhà có phòng nữa. Thì không bao lâu một người, một cái tội nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh mà chúng ta cho phép trong cuộc đời chúng ta sanh sôi nảy nở, trở nên chiếm hết cái vùng đất của chúng ta. Tội lỗi nó cũng giống như những điều đã diễn ra cho cuộc đời của Jacob. Ông đi, ông bỏ chạy anh của mình là Esau, lúc bây giờ chỉ có một mình. Nhưng mà một thời gian sau ông trở về thì bây giờ Esau có 400 gia binh cùng đi với ông để đến đón Jacob. Có những tội lỗi bé bé xinh xinh chúng ta để trong cuộc đời của chúng ta, và không bao lâu nó trở nên những tên khổng lồ trong cuộc đời của chúng ta. Và nó sẽ tiếp tục đánh bại, làm cho tinh thần của chúng ta bị khiếp nhược. Anh chị em yêu dấu, trong ơn của Chúa có rất nhiều điều có thể xảy ra, ít nhất là 4 điều mà chúng ta đã thấy, mà chúng ta chắc cũng đã ao ước cho những người thân thương của mình khi lửa của sự hiện diện của Chúa đổ xuống. Nên trong giờ này, anh chị em có mặt ở tại đây và khao khát là Chúa, con muốn kinh nghiệm lửa của sự hiện diện của Chúa đổ xuống, để kể từ ngày hôm nay Chúa dùng cuộc đời của con để tái giới thiệu chính mình Ngài cho những người xung quanh của con. Anh chị em mệt mỏi với những yếu đuối nguội lạnh trong đời sống của mình, và những ngày sống xa Chúa, thì hãy quyết định trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với anh chị em chúng ta cầu nguyện. Đối với quý bà anh chị em là những người có mặt tại đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa đời sống, cuộc đời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta sống liên lạc với Ngài, phước hạnh vô cùng. Chứ đừng chần chờ, hãy làm quyết định đó ngày hôm nay nếu quý vị chưa bao giờ tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa đời sống, để chúng ta được ước vào trong mối liên hệ với Chúa. Cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi, tương lai đời đời của chúng ta sẽ đổi hoàn toàn, từ chỗ chúng ta đã định để ở trong hỏa ngục đời đời đến cái chỗ chúng ta sẽ được ở thiên đàng với Chúa đời đời trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Cho kính yêu chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh Ngài ban cho chúng con, để chúng con có mặt ở tại đây trong ơn của Ngài, trong phước hạnh của Chúa. Giờ này Chúa giọng, xin lời của Ngài đem lại kết quả trong tâm lòng của anh chị em chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Là Chúa xin sử dụng những cuộc đời sẵn sàng được Chúa Ngài sử dụng, để Chúa Ngài sử dụng, đổ lửa của sự hiện diện của Ngài xuống trên anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Giúp đỡ đi, chúng con sẽ mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, để rồi như lời cầu nguyện của tiên tri Eli, để trong dân Israel, để trong nước Hoa Kỳ này, ở trong thành phố Houston này, người ta biết có một Đức Chúa Trời là chân thật, mà chúng con là những đầy tớ con cái của Chúa đang làm tất cả những điều này trong sự hướng dẫn và ban phước của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Anh chị em phía trước dành cho những ai khao khát, và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Những ai khao khát muốn kinh nghiệm, xin lửa của Chúa đổ xuống. Lửa của Chúa sẽ đổ xuống khi chúng ta đặt cuộc đời của mình trên bàn thờ, chúng ta đem của lễ đến, Chúa Ngài sẽ mang lửa đến, rồi kinh nghiệm phước hạnh sẽ xảy ra. Chúa sẽ dùng đời sống của chúng ta để làm những nhân chứng, để tái giới thiệu sự hiện diện của Ngài cho nhiều cuộc đời trong ơn của Chúa. Xin nhanh chóng tiến lên để chúng ta đón nhận. Cảm ơn Chúa. Xin các anh chị em giúp đỡ chúng tôi trong giờ phụng vụ, có thể nhanh chóng chuẩn bị, vì tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm rất nhanh ở trong ơn của Chúa. Và xin nhắc nhở và mời mục sư Sam vào để tiếp tay với chúng tôi để phục vụ các con cái Chúa trong thời gian này. hội thánh. Xin Chúa Ngài ban phước. Nếu quý vị ra về, xin Chúa đưa đường dẫn lối được bình an. Và nếu có thể được, bước ra bên ngoài ăn một ít thức ăn lót dạ, rồi chúng ta sẽ trở lại đây để nghe những điều mà chúng tôi tin rằng Chúa Ngài bày tỏ để chúng ta sinh hoạt trong những ngày sắp đến từ đây cho đến cuối năm trong ơn của Chúa, để chúng ta sẽ thấy được những việc lớn lao hơn nữa như điều chúng ta ước mơ trong Đại hội Phục Hưng năm nay, đó là sẽ tuyệt vời hơn, sẽ đầy ơn của Chúa hơn, sẽ đầy sự mặc khải của Chúa và ân quyền của Ngài lớn hơn trong cuộc đời của chúng ta trong ơn của Chúa. Hallelujah. Khen Chúa. Chúng con xin rót đổ lửa của Ngài xuống trong ơn của Ngài. Chúng con chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sẵn sàng anh em thôi, hãy nhận lửa từ trời chịu động trong. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.